Em chào các anh chị em. Anh chị em mình đã kịp ăn cơm cho cái trước khi cái buổi tối này, buổi học tập, cái buổi tối của mình bắt đầu cho các anh chị. Mình đã ăn cơm chưa ạ? Các anh chị có mạnh khỏe không ạ? Nếu mà ăn cơm rồi và các anh chị mạnh khỏe thì các anh chị mở cam đúng không các anh chị? Mình mở cam lên nhé các anh chị ha. Rồi. Và cái buổi Zoom tối nay á thì là một cái buổi Zoom mà nó sẽ mang một cái tính chất là chia sẻ cùng với nhau các anh chị. Chúng ta chia sẻ cùng với nhau về một cái xu hướng và một cái lợi thế nếu như chúng ta nắm bắt được cái xu hướng đó và chúng ta sẽ có được cái lợi thế đó các anh chị ạ. Cái lợi thế của chúng ta thì rất là cần trong cái 90 ngày tốc chiến này, và đặc biệt là các anh chị vừa xem cái video rồi đúng không ạ? Nó sẽ mang rất là nhiều cái điều ý nghĩa. Nếu các anh chị quan tâm đến cái thực trạng vừa rồi các anh chị ha. Vì thế nên là các anh chị em mình đã vào Zoom thì mình có thể là mình tập trung một chút đứng các anh chị, bằng cách là mình bật cam lên và mình chào nhau nhé các anh chị. Rồi cái thứ hai là các anh chị hãy gửi cái link Zoom này gọi đồng đội của mình. Các anh chị vào đi. Lát nữa nếu mà cái số lượng của chúng ta nó nhiều nhiều một chút thì có lẽ là BDB sẽ làm tặng quà cho các anh chị để chúng ta trải nghiệm nhé các anh chị. Nhưng mà phải có một cái số lượng nó tương đối một chút. Các anh chị, bao nhiêu các anh chị mong muốn mình được nhận quà. Và Nhâm hứa với các anh chị đây là một cái sản phẩm mà chắc chắn là sẽ ai dùng cũng hài lòng. Và khi các anh chị chỉ cần có một cái sản phẩm bất kỳ của BDB Hoàng Giang thôi, thì các anh chị sẽ là có một cái công cụ kinh doanh rất là tuyệt vời đúng không anh chị. Do vậy thì các anh chị hãy giúp Nhâm là gửi cái link Zoom nhé các anh chị ha. Gửi cái link Zoom để chúng ta có đồng đội của mình trong Zoom. Chúng ta có những cái nguồn năng lượng, những cái động lực để mà mình cùng nhau mình trao cho nhau và mình chia sẻ thật là năng lượng trong tối hôm nay nhé các anh chị ha. Và đặc biệt là mình cùng nhau mình nhận quà được không các anh chị? Các anh chị mở cam lên được không ạ? Chị Nhâm đang thấy trước màn hình là chị Hòa Phan này. Các anh chị đâu hết rồi ạ? Có nghe Nhâm nói không ạ? Hay là Nhâm đang nói một mình ạ? Nếu mà có thì các anh chị giúp Nhâm mở cam lên nhá. Anh Hoa Phan ạ. Rồi. Các anh chị mở cam lên đi. Nhâm rất là muốn ngắm các anh chị khi mà các anh chị ngồi trước cái màn hình Zoom như thế này. Và đặc biệt hôm nay Nhâm rất là muốn nhìn thấy cái ánh mắt của các anh chị. Các anh chị rất là muốn luôn, rất là muốn nhìn thấy cái con mắt của các anh chị. Hai cái con mắt của các anh chị nhìn muốn nhìn thấy cái cửa sổ tâm hồn của các anh chị. Và chúng ta sẽ nói với nhau về điều đó trong tối hôm nay đúng không các anh chị? Cho nên là chúng ta mở cam đúng không các anh chị? Nhưng thấy chị Lưu mở cam này. Anh Hòa Phan mở cam này. Nếu như mình mở cam thì mình bắt đầu được các anh chị ha. Mình bắt đầu. Mình mở cam có nghĩa là mình tập trung rồi đó. Thì mình sẽ bắt đầu các anh chị ha. Cho nên là các anh chị em mình. Các anh chị em mình mở cam. Rồi mình gọi đồng đội được không ạ? Tối hôm nay thì có lẽ là rất là nhiều các anh chị chúng ta có cái chương trình ở ở kho Hồ Chí Minh anh chị. Cho nên là chúng ta, nhưng mà vẫn có những anh chị mặc dù ra kho nhưng mà vẫn vào Zoom mà đang có mặt ở đây nhé các anh chị. Nên là nếu như mình đang ở nhà thì mình đừng có quên vào Zoom. Và đồng đội của mình có quên thì mình cũng nhắc nha các anh chị. Chúng ta có 17 rồi. Hy vọng là
một lát nữa, khoảng 5 phút nữa thì dung của chúng ta sẽ tăng lên là con ba, có ba con số các anh chị ha. Được không các anh chị, mình làm được không các anh chị, mình cùng nhau mình làm nên điều đó được không các anh chị? Bao nhiêu các anh chị đồng ý là mình cùng nhau mình làm nên điều đó thì các anh chị tặng tặng bông cho chính mình đi các anh chị. Mình tặng bông cho mình các anh chị ha. Có các anh chị có ai không ạ? À? Không. 17, 18 nhưng mà hình như không có ai, không có ai có bông. Có ai có bông không các anh chị? Bông hồng, bông hướng dương rồi Hôm nay có vẻ như là bông phải ngồi đếm các anh chị ha. Mặc dù là bông của mình không có thiếu nhưng mà mình phải ngồi đếm. Rồi. Thế thì có lẽ là đồng đội của mình cuối tuần đang bận rộn chuyện gì đấy chưa kịp vào thì các anh chị em mình chịu khó gọi tiếp nha các anh chị. Đúng không ạ? Chịu khó gọi tiếp nha các anh chị. Mình mới có 19 đấy các anh chị. À, rồi, à, thế thì không biết lúc nãy có anh chị nào xem cái video mà hot đã chiếu ban đầu không các anh chị? Và đó là một cái thực tế anh chị ha. Đó là một cái thực tế mà nếu chúng ta để ý một chút thì có lẽ là mình cũng có hình ảnh ở trong đó. Con mình cũng ở trong đó. Cha mẹ mình cũng ở trong đó, ông bà mình cũng ở trong đó, bạn bè mình cũng ở trong đó, hàng xóm mình cũng ở trong đó, anh chị. Đặc biệt là các đối tác Robby của mình ở hết trong đấy, anh chị, ở hết trong cái thực trạng đấy, đúng không anh chị? Thế thì một trong những cái thực trạng nó đã đem đến những cái điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái trong cuộc sống. Rồi nó đem đến cho chúng ta những cái điều mà có thể nó sẽ nặng nề hơn cho những cái tình trạng đó. Thì cái buổi Zoom tối hôm nay chúng ta sẽ bàn nhau làm thế nào để chúng ta cải thiện cái tình trạng đó, để chúng ta có thể kinh doanh tốt nhất ở Rocky, để chúng ta có thể là lan tỏa được những cái điều giá trị mà mình đón nhận được. Anh chị thì trong cái buổi Zoom hôm nay á, chúng ta sẽ có hai khách mời. Nhâm muốn là hai khách mời của chúng ta có thể là giơ tay được không ạ? Giơ tay ngay bây giờ đúng không ạ? Đó là chị Lưu và chị Quỳnh Nhâm đúng không ạ? Rồi, chị Quỳnh Nhâm ơi, chị bật cam lên được không ạ? Chị Quỳnh Nhâm giúp Nhâm bật cam lên đi. Rồi, và khách mời của chúng ta sẽ chia sẻ với các anh chị. Chia sẻ với các anh chị có nhìn thấy chị Lưu đang mang kính không các anh chị? Các anh chị có thích mang kính không? Thấy chị Lưu mang kính đẹp đúng không các anh chị? Ở trong Zoom mình còn có chị Yến Anh nữa, cũng mang kính. Đẹp đúng không các anh chị? Trí thức đúng không anh chị? Các anh chị có thích mang không ạ? Nhóm cũng thích mang kính như 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 chị Lưu, như chị Yến Anh lắm. Không biết là chị Lưu có cảm giác như thế nào khi mang kính. Nhóm không mang kính mà nhóm thấy chị mang kính thì nhóm có vẻ thích. Không biết là chị Lưu có cái cảm giác gì khi mang kính không? Chị Lưu ha. Chị Lưu có mở ca mở mic được không ạ? Dạ, em có ạ. Lần đầu tiên em xin chào các anh chị em ở trong Zoom ạ. Em xin chúc các anh chị em buổi tối hôm nay là vui vẻ và bão đơn. Em xin giới thiệu với cả các anh chị em, đó là em tên là Nguyễn Thư Lựu ạ. Quản Lựu ạ. Tên hơi khó đọc một chút nhưng mà dễ ghi nhớ. Và em đang đón mùa hè này là mùa hè thứ 40. Đến từ Khoái Châu Hưng Yên. Anh chị em nào ở trong Khoái Châu Hưng Yên thì mình đã nhận ở Đồng Hương ạ. Vâng.
Và thực ra là không biết các anh chị nào chứ em thực ra em cũng không thích đeo kính đâu, nó cũng hơi vướng. Nhưng vì chắc là do mình trước không để ý chăm sóc mắt thường xuyên thì khoảng 2 năm nay thì bắt đầu nó nhìn nó lóa, nhìn nó không rõ mờ thì bắt đầu mới đi cắt kính thì bây giờ nó bắt đầu mới đeo thường xuyên hơn ạ. Vâng, thì thực tế là như vậy nên là cũng sẽ rất là khó, không biết là anh chị em nào đã đeo kính từ nhỏ, còn em thì cũng mới thôi, 2 năm nay cũng thấy hơi vướng ạ. Ok chị Lưu, vậy là vướng, vậy là bọn em không nên đeo kính đúng không chị Lưu? Đúng ạ, Chị mình thì không bọn nên em đeo có nên kính. đeo kính không? Không nên ạ, bởi vì là có thể là đeo kính thì mọi người nghĩ là trí thức nhưng mà sẽ rất bất tiện ở các mặt hoạt động khác ạ. Ví dụ như vui chơi thể thao hoặc là đi trời mưa, trời rét chẳng hạn đó thì nó cũng rất là bất tiện. Và Ok chị. Còn chị Quy Nhâm không biết là chị có cái cảm giác gì khi mà hôm nay chúng ta muốn nói về cái đôi mắt của mình. Chị Quy Nhâm ha. chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bảo đơn nhé cả nhà. Giờ thì em thì cũng không có thích đeo kính nhưng mà được có một cậu con trai thì cũng phải đeo kính từ nhỏ, cũng cần 3 độ rưỡi 4 độ một mắt. Thì thời gian gần đây thì em cũng mới tìm hiểu về, em cũng mới biết về cái sản phẩm bộ mắt của mình thôi nhưng mà em chưa có sử dụng cho con em được. Thì em mới em mới cho ông xã em trải nghiệm trước thôi, tại vì ông thì cũng 50 tuổi rồi. Còn ông hay bị ông thì bên chỗ tài xế nữa, cho nên là thường xuyên phải tập trung con mắt. Con mắt tập trung thì hơi bị cao độ. Thế nên là em đang cho ông xã em trải nghiệm về sản phẩm bộ mắt với lại cái chai nước nhỏ mắt nhân tạo. Có cái chị cho anh trải nghiệm được bao lâu rồi chị Quỳnh Nhâm? Chắc cũng được hơn 10 ngày rồi. Viên 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 bộ mắt thì uống chắc cũng được hơn 10 ngày. Vậy thì có cải thiện gì không chị? Giờ thì cũng anh cũng nói cũng bớt bớt mỏi mắt, giờ cũng được bớt bớt mỏi mắt rồi. Đấy. Giờ còn cái nhỏ mắt nhân tạo thì em thấy thì nó cái tình trạng khô mắt thì nó cũng giảm hẳn rồi. Ok chị, cảm ơn Dạ. chị. Dạ. Chị làm thế nào để cho anh dùng cái sản phẩm đấy? Dạ thì ông xã em thì cũng than với em là sao mà mắt anh dạo này mờ rồi nhìn điện thoại không không được á. Thì em cũng có mentor giới thiệu về cái sản phẩm viên bộ mắt này, em cũng muốn cho chồng em trải nghiệm trước để mình coi cái tình trạng nó có cải thiện không á. Thì em mới tìm hiểu tới sản phẩm rồi mua cho ông xã em trải nghiệm. Vậy là chứng tỏ là ông xã của chị Quỳnh Nhâm rất là nghe lời chị Quỳnh Nhâm luôn, đúng không anh chị? Dạ, đúng rồi. Em thì được cái sử dụng cho con với lại cho ông xã thì em cũng có cũng thường xuyên tìm hiểu về mấy sản phẩm để cho ông xã với lại con sử dụng đó. Ok, cảm ơn chị Quỳnh Nhâm. Tức là chị đã Yeah. tìm hiểu thật kỹ rồi, chị mới cho ông xã và con dùng đúng không? Dạ đúng rồi. Và khi chị lựa chọn các cái hai cái cặp đôi sản phẩm trong mắt với ông xã mình á, thì chị có lo lắng điều gì không? Sau khi chị tìm hiểu xong mà chị quyết định cho ông xã mình sử dụng, thì chị có lo lắng điều gì không? Lo thì cũng có lo nhưng mà mình nói chung là cũng cũng lo về cái vấn đề là không biết rồi nó có cải thiện được hay không rồi vậy đó. Em cũng cũng lo lắng nhưng mà cũng nói chung là ngày nào cũng thúc ép, ngày nào cũng hỏi là giờ anh có sử dụng thường xuyên hay không.
Thì cũng kiểm tra thì coi coi ông xã mình có sử dụng theo đúng cái liệu trình của mình để mình xem như thế nào để mình có cải thiện hay không. Dạ. Ok, cảm ơn chị Quỳnh Nhâm. Dạ. À, thực sự rất là tuyệt vời đúng không anh chị? À, nếu như mà một cái thực phẩm chức năng mà chúng ta sử dụng, chúng ta đã học, chúng ta đã tin, bước đầu chúng ta tin, chúng ta quyết định cho người thân mình dùng, nhưng mà không kiểm tra, không đốc thúc giống như chị Quỳnh Nhâm, thì có lẽ rằng là có khi là cái sản phẩm đó, cái hiệu quả của nó sẽ không có được như chính chúng ta học, đúng không anh chị? Nhưng mà chị Quỳnh Nhâm là một người vợ rất là điển hình, đó là tìm hiểu rất là kỹ rồi mới cho chồng sử dụng, và sau đấy thì sao ạ? Thường xuyên kiểm tra và hỏi han xem cái hiệu quả như thế nào. Và mới có 10 ngày nhưng mà cái tình trạng khô mắt đã giảm, cũng như là cái tình trạng là mỏi mắt nó đã giảm được rồi, đúng không chị Quỳnh Nhâm? Dạ, Ok. nó cũng cải thiện rõ rệt đó. Vâng, rõ rệt luôn đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn chị Quỳnh Nhâm rất là nhiều, và hy vọng rằng là chị sẽ tiếp tục quan sát và theo dõi cái biểu hiện của sản phẩm khi mà anh xã nhà chị dùng, để cho chúng em những cái feedback, cho Rappi, đối tác, tất cả đối tác Rappi những cái feedback thực tế luôn. Bởi vì chúng ta đều biết là hai cái sản phẩm của BDB Hoàng Giang vừa mới cũng mới lên kệ thôi, đúng không anh chị? Cũng mới thôi, cho nên chúng ta sẽ chưa có nhiều những cái feedback thực tế, và feedback từ chính đối tác của chúng ta mới là hiệu quả, mới là đáng tin anh chị. Còn đâu đó ngoài kia, đâu đó là nhà sản xuất, họ đưa ra, BB họ đưa ra, có khi là mình chưa tin anh chị. Nhưng mà như chị Quỳnh Nhâm nói thì bước đầu chúng ta đã thấy rằng xứng đáng để chúng ta trải nghiệm chưa các anh chị. Rồi, cảm ơn chị Quỳnh Nhâm rất là nhiều, và chúc chị sau khi trải nghiệm xong thì chị sẽ lan tỏa tốt cái sản phẩm này nhé chị. Rồi. Em không biết là chị Lưu, sau khi nghe câu chuyện của chị Quỳnh Nhâm thì chị Lưu có cái chia sẻ gì không chị Lưu ha? Chị Lưu mở được mic Vâng, không ạ? thì cũng tương tự như chị Quỳnh Nhâm thì lúc đầu ấy nhà em thì cũng có ông chồng làm văn phòng máy tính, chính vì vậy mà tức là năm nay cũng 4 năm rồi, thì khoảng cách đây khoảng 2 tháng 3 tháng thì bắt đầu thấy kêu là khô mắt mỏi mắt, thì cũng có đi mua thuốc nhỏ mắt ở ngoài để nhỏ, cái nhỏ về thì cũng chưa thấy có thấy hiện tượng gì thay đổi khác cả, thì bảo là thế uống thì ông cũng lười uống thuốc, bảo là chứ không uống thuốc. Cái xong này là tự em tự mình là lên trên Doctopy là tìm hiểu các cái loại thuốc bổ mắt đấy, thì xong là sau đó là quyết định là mua là BBD về trải nghiệm. Thế thì khi mua về thì đã mua rồi thì ông này sử dụng tức là đều lắm, đúng giờ rất lắm, riêng cái chuyện mà uống thuốc hay làm gì thì không phải nhắc nhở và dùng ông ý cả. Thế thì sau khoảng 1 tuần thì em có hỏi là thế anh sử dụng thuốc mắt thì uống thì thế nào? Thì thấy mấy hôm nay cũng không thấy gì nhỉ, khô mắt mỏi mắt nữa thấy cũng đỡ rồi. Nhưng chăm chỉ nhỏ lắm, tối nào trước đi khi ngủ cũng nhỏ và sáng dậy cũng nhỏ. Thế thấy ông ấy nhỏ như thế thì mình cũng lại thành ra thường xuyên, sau đó cũng lại nhục dục hai cháu nhỏ mắt thường xuyên, tức là sáng nhỏ tối nhỏ. Em nghĩ là cái mắt em như da mặt mình như thôi, đi ngoài đường một lúc hoặc là làm từ sáng đến trưa hay từ trưa tối về cũng bẩn bẩn, rửa mặt khăn mặt vò nước cũng thấy bẩn bẩn, chứ không chi là mắt đúng không? Vậy chúng ta nên nhỏ mắt và rửa mắt thường xuyên. Thì đấy là việc đầu tiên, đó là ông chồng đã trải nghiệm, sau đó là đến bây giờ là nhà là 3 người, cả em rồi cả con trai lớn cũng uống, con trai lớn năm nay lớp 9 cũng bị một mắt cận và một mắt loạn thì là cũng uống, chỉ còn một cháu nhỏ lớp 3 thôi thì chưa uống và chỉ nhỏ mắt thôi. Thì đấy là gia đình mình đã trải nghiệm và đã có. Thì cũng nhân tiện đây thì cũng chia sẻ với các anh chị em, đó là
rất là vui, và cũng do là chắc là có thể là mình thứ nhất là đã tìm hiểu về lợi ích của sản phẩm, thứ hai nữa là cũng tin sản phẩm, thứ ba nữa là đã mua sản phẩm và trải nghiệm cho gia đình mình. Chính vì vậy mà sau khi đó có thấy lợi ích thì bắt đầu chia sẻ thường xuyên, đăng bài hàng ngày trên Zalo, Facebook, thì cũng kể với mọi người một câu chuyện cũng là rất là mừng. Có lẽ là đây thì có một vài anh chị thì đã được biết câu chuyện đó. Đó là kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 thì đúng 8 giờ, hơn 8 giờ sáng ngày 1/5 ấy, thì em đang ở nhà nghỉ thôi, thì thấy có một khách hàng tự dưng gọi điện đến hỏi là mua thuốc nhỏ mắt, mua thuốc uống bổ mắt ạ, cho mẹ của cái chị đó. Thế thì sau khi em tư vấn xong thì chị chốt một hộp là đơn 836.000 đấy, đúng không? Rất là mừng khi mà ngày đầu tiên của tháng và ngày nghỉ lễ thì tự dưng có khách hàng hỏi thì đơn mua thuốc màu mắt, không tư vấn gì cả, không chia sẻ gì, chỉ đăng bài thôi. Thế sau đó là đến sáng hôm 2/5 lại có người gọi hỏi, nhắn tin là mua thuốc nhỏ mắt, vì em đang thực tế lắm, đang có 30.000 một thuốc nhỏ mắt thôi. Ông nhỏ, bà nhỏ, bố mẹ nhỏ, con nhỏ. Thế là xong họ cũng gọi điện nhắn tin mua. Thế bảo là mua 3 lọ. Thế thấy có 30.000 một lọ thì phải bảo mua 3 lọ. Thế xong rồi là em bảo là ồ chị ơi có combo là mua 5 lọ được tặng một lọ. Thế là họ cũng đồng ý. Thế là xong mình đơn. Thế mình thầm nghĩ là ở chả nhẽ lại tháng 5 này lại ngày nào cũng có đơn mắt à. Nhưng mà cũng chưa được đến may mắn đến mức độ như thế, nhưng mà cũng được thêm 2 đơn nữa thì cũng đều là rất là tình cờ thôi. Có một buổi tối nữa có một chị tương dương thì bảo chia sẻ là dạo này mỏi mắt, đau mắt lắm, xem có thuốc gì bổ mắt không lấy hộ chị với. Thế là lại chốt được, chị bảo là lấy loại nào tốt ý, thế thôi, thế là cứ gửi 836.000 lọ thuốc mình đã sử dụng thôi, chứ không tìm hiểu loại khác nữa. Mặc dù là mình đã có biết là một loại trên kệ Dropin nữa là có 215.000 thôi, có 20 viên, cái giá trị nó cũng tương đương với cả của mình là 60 viên 836.000 thế. Nhưng mà chắc là cái về thành phần và các thứ khác thì mình cũng tìm hiểu đọc qua thì nó cũng chưa được tốt bằng BD đấy. Nên là cũng chia sẻ với mọi người câu chuyện là đấy, có niềm tin vào sản phẩm và có niềm tin vào đăng bài. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Rồi. Cảm ơn chị Lưu, cảm ơn chị Quỳnh Nhâm. Hai người chị có chung một cái điểm, đó là trước khi mình lo cho mình thì lo cho chồng trước, lo cho con trước, đúng không các anh chị? Và có vẻ như tất cả các anh chị ngồi đây chúng ta đều đều có đều như vậy, chỉ có là chúng ta đã nhận ra hay chưa thôi các anh chị. Và chị Quỳnh Nhâm cũng như chị Lưu có một cái điều chung nữa, đó là rất quan tâm đến cái việc là sử dụng sản phẩm thì nó sẽ cho hiệu quả như thế nào. Và điều đó đã giúp cho hai chị nhận ra rằng là nó thực sự cải thiện, chị Lưu ha, thực sự là cải thiện. Và nếu như mà được như chị Lưu thì thật là hay các anh chị ạ. Thật là vui đúng không anh chị? Bởi vì sao ạ? Chỉ đăng bài thôi. Chỉ đăng bài thôi mà cái hiệu ứng là đã tốt như vậy rồi. Có nghĩa là đã bán được những cái viên uống và những cái chai nhỏ mắt rồi. Thì nếu như mà chúng ta thực sự lan tỏa, mong muốn thực sự lan tỏa bằng cách là chúng ta cho đi một và cho đi để mà nhận lại thì càng tuyệt vời hơn đúng không anh chị? Chắc chắn là sẽ là ok hơn. Và Nhâm tin rằng chị Lưu sau khi có được vài đơn như thế thì chắc chắn sẽ có tiếp rất là nhiều vài đơn như thế tiếp theo, bởi vì những ai đã thực sự trải nghiệm cái sản phẩm nước mắt nhân tạo cũng như là viên bill để mà bổ mắt ấy, của BDB Hoàng Giang á, thì chắc chắn là sẽ có những cái cảm xúc giống như chị Quỳnh Nhâm cũng như là chị Lưu thôi các anh chị ạ. Cho nên chúng ta hãy gửi bông gửi hoa để chúng ta cảm ơn chị Quỳnh Nhâm cũng như chị Lưu, là hai người chị đã cho chúng ta những cái feedback đầu tiên trong cái buổi Zoom hôm nay để chúng ta có thêm cái niềm tin với sản phẩm của chúng ta đang quan tâm. Các anh chị, nhờ các anh chị hãy gửi bông gửi hoa để chúng ta gửi lời biết ơn đến chị Lưu cũng như chị Quỳnh Nhâm đã chia sẻ cho chúng ta những cái câu chuyện thực tế các anh chị ha, và những cái cảm xúc rất là thật.
Đúng anh chị, đâu rồi ạ? À? Các anh chị đâu rồi ạ? À? Bông hoa đâu, hãy giúp nhâm là gửi lên đấy các anh chị. Mình đừng có giấu bông giấu hoa các anh chị ha. Mình đừng có giấu đi đúng không anh chị, mình tung lên đi các anh chị. Tung bông, tung hoa, tung tim hay là tung những cái gì đó mà mình thay lời biết ơn đúng không anh chị? Rồi, như vậy à, đấy chính là những cái lời, những cái bông, cái hoa gửi đến chị Quỳnh Nhâm cũng như là chị Lưu ha. Rồi, Nhâm xin cảm ơn hai chị đã chia sẻ trong cái đầu dung hôm nay. Và hai chị vẫn ở đây, nếu như các anh chị có những cái câu hỏi gì, các anh chị cứ comment trong khung chat nhé. Chị Quỳnh Nhâm và chị Lưu sẽ là vẫn ở đây, sẽ hỗ trợ các anh chị nếu các anh chị cần hỗ trợ điều gì đó. Các anh chị nhé. Rồi. Vậy thì như chị Quỳnh Nhâm và chị Lưu có nói đúng không anh chị, hai chị nhìn thấy rằng là hai chị nghe chồng than là khô mắt và mỏi mắt anh chị. Có bao giờ ở trong nhà các anh chị nghe một cái lời than như thế chưa? Sao hôm nay mỏi mắt thế? Sao mắt mình hôm nay mỏi thế? Sao mắt mình hôm nay cay thế? Sao mắt mình hôm nay có vẻ rát rát thế? Có anh chị nào đã từng nghe mà mình vô tình mình quên đi cái điều đó? Các anh chị có khi nào nghe con mình nói như thế, hay là nghe chồng mình nói như thế, hay là nghe cha mẹ mình nói như thế mà mình loay quay với công việc và mình quên đi cái điều đó các anh chị? Có không ạ? Nếu có các anh chị comment giúp nhóm con số 1 đấy các anh chị. Nếu có anh chị comment giúp nhóm con số 1 nhé. Bởi vì đấy chính là cái thực tế mà nhâm đã trải qua các anh chị. Nhâm là một giáo viên sinh học, nhâm dạy cấp 3 các anh chị. Do vậy mà nhâm rất là quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng, rất là quan tâm đến là cái không gian sống nó có sạch hay không, quan tâm đến cái thực phẩm nó có sạch hay không, rồi quan tâm đến cái lối sống healthy nó như thế nào các anh chị ạ. Nhưng cuối cùng thì Nhâm lại quên đi một điều, giống như các anh chị đang gõ con số 1 ở trên comment đó. Đó là mình quên đi cái cửa sổ tâm hồn của mình các anh chị ạ. Cho đến một ngày thì Nhâm gặp một Nhâm đi đi tập huấn, và Nhâm gặp một người thầy, thầy không phải thầy dạy Nhâm nhưng là một người thầy mà Nhâm rất là đáng kính, Nhâm rất là kính trọng. Thì thầy mới nói một câu là: "Ôi cái con mắt hay cười của tôi bữa nay làm sao mình nhìn nó thiếu sức sống thế? Cái con mắt hay cười của học trò tôi hôm nay làm sao lại thiếu sức sống như thế?" Thế thì Nhâm mới giật mình, Nhâm nói rằng cái con mắt của mình nó chỉ hơi mỏi thôi mà. Hơi mỏi thôi. Mình chỉ cảm giác thấy nó hơi mỏi thôi. Mà tại sao người đối diện họ có thể nhìn ra được điều đó anh chị? Họ có thể nhìn ra được. Thầy hay 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 nói Nhâm là người có đôi mắt biết cười. Như thế anh chị. Có đôi mắt biết cười. Nhưng mà hôm nay lại sao lại mệt mỏi như thế? Có nghĩa rằng là cái con mắt của mình nó không còn cười nổi nữa các anh chị, không còn cười nổi nữa. Và đúng đấy là cái thời điểm mà cái mình hoạt động rất là nhiều, cũng vào cái thời điểm là tốc chiến năm ngoái các anh chị, và đi tập huấn của giáo viên, tập huấn thường xuyên không hè, tập huấn các cái module đó. Thì thầy nói câu đó, và từ đấy trở đi thì nhóm bắt đầu để ý đến cái con mắt. Tại sao mà người ta nhìn mình người ta biết được điều đó mà tại sao mình lại không để ý? Và mình không nhìn những người thân xung quanh mình xem thử là liệu cái con mắt của họ, họ có bị như vậy hay không, họ có khỏe mạnh hay không các anh chị. Thế thì từ thời điểm đấy trở đi, nhóm phát hiện ra rằng là mình đang làm cho cái con mắt của mình nó quá vất vả. Và con mình cũng vậy, học suốt ngày trên máy tính, trên thả máy tính ra là cầm điện thoại. Không điện thoại thì tivi anh chị. Rồi, cha mẹ mình thì lớn tuổi rồi, cũng có điện thoại, cũng tivi anh chị.
mặc dù là máy tính không có hoặc là ít hơn, nhưng mà cũng điện thoại, cũng tivi các anh chị. Rồi đâu đó xung quanh mình tất cả mọi người đều máy tính, đều điện thoại, đều tivi. Và cái việc đi ra ngoài hít thở không khí, rồi gọi là bây giờ gọi là đi chữa lành đúng anh chị, nó thực sự là nó ít hơn. Thế thì cái con mắt ai cũng bị quá tải hết anh chị, ai cũng bị quá tải hết. Khi mình quan tâm, mình để ý, mình sẽ thấy điều đó anh chị. Và rồi các anh chị, nếu như mình bổ sung dinh dưỡng, mình chăm sóc cái lối sống healthy, rồi mình chăm da, mình bổ sung collagen vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ. Nhưng cuối cùng thì cái con mắt, cái nơi mà cho cả một cái cơ thể mình nó tiếp xúc với cái cuộc sống, với những cái cảm xúc vui buồn, với những cái điều thú vị, kể cả những cái điều mà chúng ta cần học từ cuộc sống, thì nó lại bị lãng quên. Thì các anh chị thấy rằng là có hình ảnh của các anh chị trong đó không? Có không các anh chị? Có hình ảnh của các anh chị như thế không các anh chị? Có anh chị nào giống như Nhâm vậy không các anh chị? Giống thì cho Nhâm một cái tín hiệu gì đó để Nhâm thấy rằng mình đang có đồng đội các anh chị ha. Mình đang có đồng đội các anh chị. Giống các anh chị. Và nếu như các anh chị cũng giống như vậy, hoặc các anh chị chưa nhận ra những cái điều đấy, nhưng mà Nhâm khẳng định với các anh chị là không giống hết thì cũng giống phần nào đó các anh chị. Thế thì khi mà Robby bắt đầu lên kề một cái sản phẩm mắt, thì là Nhâm là người Nhâm lập tức đưa cái sản phẩm đó về các anh chị. Omega và cái sản phẩm về mắt ở đây có lẽ là nhiều anh chị cũng biết đúng không ạ? Và bắt đầu rất là quan tâm đến đôi mắt, những cái sản phẩm chăm sóc mắt này, những cái thực phẩm mà mình ăn vào để cho sáng mắt này, để cho hỗ trợ sức khỏe cho mắt này, rồi những cái thực phẩm chức năng bổ sung cho mắt, bắt đầu quan tâm. Và cho đến bây giờ các anh chị ạ, với cái sản phẩm của Hoàng Giang, trước đây có lẽ là ở bên ngoài thị trường đã có nhưng mà chúng ta không quan tâm anh chị, nhưng mà khi mà sản phẩm của Hoàng Giang lên kệ thì Nhâm bắt đầu quan tâm và cảm thấy rất hài lòng. Tại sao Nhâm lại hài lòng các anh chị? Chị Lưu và chị Quỳnh Nhâm cũng đã rất hài lòng rồi các anh chị, và Nhâm cũng có câu chuyện tương tự như thế các anh chị ha. Rồi thế thì chúng ta có chung một câu chuyện là đôi mắt của chúng ta đang rất buồn. Cơ thể chúng ta đang rất vui nếu chúng ta chăm sóc tốt, nhưng đôi mắt của chúng ta đang rất buồn bởi vì nó không được chăm sóc. Da của mình có thể đang rất vui bởi vì nó được cải thiện, nhưng đôi mắt của mình lại đang rất buồn bởi vì tại sao nó quan trọng như thế mà nó bị lãng quên anh chị. Thế thì hôm nay Nhâm và các anh chị sẽ cùng nhau chúng ta nhấn mạnh một số điều về cái đôi mắt, về cái tâm lý của chính chúng ta là những khách hàng khó tính nhất của chúng ta, và những khách hàng xung quanh ta có những cái tâm lý như thế nào, và cái điều gì đó khiến cho cái sản phẩm, những cái sản phẩm bổ sung để mà làm cho cái đôi mắt của mình nó khỏe mạnh ấy, thì nó đang chưa được chúng ta quan tâm như thế. Ví dụ như hôm nay phòng dung của chúng ta có 19 anh chị em thôi, có nghĩa rằng chưa được thực sự quan tâm anh chị. Chưa được quan tâm. Và Nhâm hy vọng rằng 19 anh chị em ở đây chúng ta sẽ lan tỏa thật tốt để cái điều này nó không còn là cái cản trở nữa các anh chị. Thế thì bây giờ Nhâm sẽ chia sẻ cái slide để mà cùng với các anh chị em mình trao đổi một số cái vấn đề nhé các anh chị. Rồi, không biết các anh chị đã nhìn thấy cái slide chưa? Rồi, một cái nội dung mà các anh chị nhìn thấy trên banner đó là giải phẫu tâm lý khách hàng, tháo gỡ nút thắt trong kinh doanh những anh chị. Nói nó to tát vậy thôi, nhưng mà thực chất là chúng ta xem thử chính chúng ta đang ái ngại điều gì trong cái việc kinh doanh sản phẩm về mắt. Chúng ta đang có những cái tâm lý gì cần phải đưa ra mổ xẻ
để mà chúng ta thấy rằng ai đó ở bên ngoài kia luôn luôn là khách hàng mục tiêu của mình. Các anh chị thì nói rằng nói có vẻ to tát như vậy, nhưng nó chỉ có vậy thôi các anh chị, đơn giản vậy thôi các anh chị. Thế thì rõ ràng chúng ta không nói, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng cái đôi mắt nó cực kỳ quan trọng, nó rất là quan trọng. Có bao nhiêu các anh chị ở đây nói rằng sức khỏe của tôi phụ thuộc vào đôi mắt? Có bao nhiêu các anh chị ở đây nói là cái điều đó các anh chị? Sức khỏe của tôi phụ thuộc vào đôi mắt các anh chị. Có phụ thuộc không các anh chị? Cực kỳ phụ thuộc. Đúng không các anh chị? Các anh chị nhìn thấy một cái điều gì đó vui vẻ thì cơ thể của các anh chị, tâm trạng của các anh chị có vui không? Nhưng nếu các anh chị không nhìn thấy điều đó thì cho dù các anh chị có đang rất là mong muốn, đang đang buồn bã, đang rất là mong muốn vui vẻ thì cũng rất khó mà các anh chị có được cái cảm xúc này. Đúng không anh chị? Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không phải tự nhiên mà ai đó làm thơ, ai đó khẳng định và ai đó cũng nói theo, ai đó cũng luôn luôn nhớ cái câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đúng không anh chị? Bởi vì nó mở ra cho chúng ta tất cả những cái điều từ đôi mắt. Tất tần tật mọi thứ được mở ra từ đôi mắt. Và cái sức khỏe của mắt nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Rồi, thế thì khi mà chúng ta bảo về mắt thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được bệnh tật. Ví dụ, hoại hóa điểm vàng cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ, đục thủy tinh thể. Và nãy giờ chúng ta nói rất nhiều, chị Lưu cũng nói, chị Quỳnh Nhâm cũng nói, đó là cái mắt nó bị khô và bị rát, bị mỏi. Đúng không anh chị? Đó là những cái dấu hiệu của khô mắt. Rồi nếu như mắt chúng ta khỏe mạnh thì cái hiệu suất làm việc, thì cái việc mà hiệu quả học tập và cái việc mà mình nhìn những cái sự việc nó như thế nào các anh chị, có ok hơn đúng không anh chị? Điều này chúng ta không cãi được đúng không anh chị? Đó, chắc chắn là sẽ cho hiệu quả cao hơn. Và đương nhiên rồi chất lượng cuộc sống nó sẽ ngày càng được tăng lên các anh chị ha. Vậy thì bốn cái điều này nó đã khẳng định cho chúng ta rằng cái đôi mắt đang rất mong muốn chúng ta bảo vệ nó, cực kỳ mong muốn chúng ta bảo vệ nó. Cho nên các anh chị ơi, hãy nhớ rằng ngoài những thứ chúng ta đang quan tâm rồi thì đôi mắt cũng phải cần, rất rất cần quan tâm đấy các anh chị. Rồi, thế thì cái video lúc nãy các anh chị xem á, nó đã nói lên tất cả rồi các anh chị. Những cái yếu tố nào gây hại cho mắt, chúng ta đang ngồi trước màn hình này có gây hại cho mắt không các anh chị? Cực kỳ gây hại. Nhưng chị Lưu chỉ đang đeo cái cặp kính đấy, không biết là nó có chặn được cái ánh sáng xanh không. Có không anh chị? Có thể có những cái kính có thể có, nhưng có những cái kính không anh chị. Thế thì cái ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại nó rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta tiếp xúc với nó ở mức độ bình thường thì có thể chúng ta điều tiết được. Nhưng nếu như chúng ta tiếp xúc hơi nhiều, đặc biệt là những đối tác của Robby thì luôn luôn trên điện thoại và luôn luôn trên máy tính, thì các anh chị thấy cái tình trạng căng thẳng, mỏi mắt và đâu đó chúng ta thi thoảng chúng ta bị gián đoạn giấc ngủ. Nếu các anh chị để ý, các anh chị sẽ thấy thì đó chính là tác dụng của ánh sáng xanh. Con của các anh chị mắt nó có lờ đờ không anh chị, nếu nó chơi vi tính nhiều, nếu nó xem điện thoại nhiều. Rồi con của các anh chị đâu đó nó thi thoảng nó cứ dùi dùi như thế này. Rồi nó cảm giác nó thường, nó nói là giống như là bị bùi vào mắt mặc dù không có bùi. Ông anh chị có không ạ? Có đúng không ạ? Trẻ con mà xem quá nhiều thì sẽ có điều này các anh chị. Rồi cái yếu tố thứ hai đó là cái ô nhiễm môi trường các anh chị. Các anh chị thấy rằng mình được xếp vào cái môi trường ô nhiễm cao, rất cao ở trên thế giới các anh chị. Rất cao trên thế giới. Chỉ là khói bụi, chỉ là đồ bụi thôi mà đã rất là cao trên thế giới rồi. Thế thì cái khói bụi này nó tiếp xúc trực tiếp với mắt, niêm mạc mắt mình tiếp xúc trực tiếp với anh chị.
nó rất dễ bị kích ứng và viêm nhiễm. Các anh chị thấy chỉ cần có một cái gì đó nó bay vào mắt thôi là mình đã cảm giác rất là khó chịu rồi các anh chị. Thì cái ô nhiễm môi trường nó rất là nguy hiểm. Cái thứ ba, đó là cái điều mà nhóm muốn nói nhiều nhất. Chúng ta ăn, chúng ta dinh dưỡng, chúng ta bổ sung dinh dưỡng, nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta tìm xem những cái thứ mà nó chứa hàm lượng dinh dưỡng cho đôi mắt. Các anh chị ha, mình nào là mình bổ sung protein để làm gì đó, bổ sung collagen để làm gì đó, hay là bổ sung những cái vitamin để mà nó thực hiện những cái chức năng nào đó mà mình đang thường xuyên nghĩ tới. Nhưng mình quên mất cái điều là mình bổ sung vitamin khoáng chất cũng như omega 3 để mà làm cho cái thị lực của mình nó được ổn định và nó được cải thiện. Mình quên mất điều đó các anh chị. Ở đây 19 các anh chị có bao nhiêu các anh chị đang sử dụng omega 3 hoặc là đang cho con mình sử dụng omega 3? Các anh chị hãy giúp nhâm comment con số 2 đi các anh chị. Bởi vì đó là điều tuyệt vời nhất các anh chị. Đó là điều tuyệt vời nhất. Bởi vì nếu thiếu omega 3 các anh chị biết gì không ạ? À? Cái việc mà sản xuất nước mắt á, nó sẽ bị hạn chế. Và đương nhiên nó sẽ bị khô mắt. Đồng thời những cái vitamin đặc biệt là ACE, lutein thì nó nếu nó bị thiếu á, thì nó cái thị lực của mình nó sẽ giảm ngay. Ok cho các anh chị. À, thì rõ ràng những cái điều này chúng ta đang diễn ra rất là thường ngày thôi nhưng mình vẫn chưa để ý. Rồi cái thứ tư là tuổi tác. Điều này thì rất là dễ thầy nhìn thấy đúng không anh chị, càng về già thì mắt của người ta càng yếu đi nếu chúng ta không quan tâm và chăm sóc nó. Và càng ngày lúc nãy trên video chính bác sĩ cũng đã nói là gì ạ? Càng ngày thì cái lão hóa về mắt đó, nó càng bị trẻ hóa đi các anh chị. Càng bị trẻ hóa. Đó là vì chúng ta không quan tâm. Anh chị, cho nên sau khi chúng ta biết, chúng ta hãy sử dụng tất cả những cái biện pháp mà chúng ta có thể làm được để chúng ta tránh cái hiện tượng lão hóa mắt sớm, viêm mắt, khô mắt, tất cả những cái điều mà nó ảnh hưởng đến mắt. Đó là chúng ta hãy sử dụng kính để bảo vệ. Khi mình đi ra ngoài, đúng không anh chị? Mình hãy đeo kính chống ánh sáng xanh, chống tia UV. Và khi ngồi trước màn hình này, mình có thể sử dụng cái kính chống ánh sáng xanh. Đó. Những cái kính cận cũng có tích hợp chống ánh sáng xanh hay là những cái kính viễn cũng có anh chị. Rồi. Điều thứ hai là hãy sử dụng nước mắt nhân tạo. À, có anh chị nói rằng là tôi khóc. Dễ không anh chị? Dễ khóc không? Một tháng tôi khóc một lần được rồi. Có không anh chị? Dễ khóc không anh chị? À, khóc một tháng một lần để mà giữ ẩm, để mà giảm triệu chứng khô mắt có dễ không anh chị? Không dễ đâu các anh chị, không hề dễ các anh chị ha. À, bởi vậy nước mắt nhân tạo ra đời để giúp cho chúng ta dùng nó để giữ ẩm và giảm triệu chứng khô mắt. Tiếp theo là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chúng ta sử dụng những cái chất chống oxy hóa, những cái sản phẩm dinh dưỡng, những cái thực phẩm mà nó có chất chống oxy hóa, bảo vệ mạch máu. Và chúng ta sử dụng những cái thực phẩm mà giàu omega 3. Cái này chắc là hôm sau mình sẽ nói kỹ hơn. Còn hôm nay thì mình lướt thôi các anh chị ha. Rồi, thứ tư là mình hãy khám mắt định kỳ. Đừng quên điều này. Không được quên điều này các anh chị. Khám mắt định kỳ. Bởi vì nó sẽ giúp cho mình phát hiện kịp thời và chữa trị tốt nhé. Được chưa các anh chị? Rồi, cuối cùng là thường xuyên tập luyện các bài tập thể dục cho mắt. Ví dụ mình ngồi trước màn hình lâu như thế này, mình hãy nháy mắt anh chị. Thi thoảng mình phải nháy mắt nha các anh chị. Mình nháy mắt. Rồi. Nháy như thế nào thì có những cái bài tập mà trong những cái buổi Zoom tới thì BDB sẽ hướng dẫn các anh chị. Đúng không ạ? Mình cứ theo dõi nha các anh chị. Đấy là năm cái biện pháp mà nhất định mình phải sử dụng. Thế thì trong đây nhưng muốn nhấn mạnh hai cái biện pháp anh chị, đó là nước mắt nhân tạo và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thế thì chúng ta không thể tạo được nước mắt nên chúng ta phải sử dụng nước mắt. Chúng ta ăn nhưng nó không thể đầy đủ được thì chúng ta phải uống. Bởi vậy mà nó có một cái sự rất là tuyệt vời, có một cái bồ đôi rất là tuyệt vời, đó nước mắt nhân tạo và viên uống tăng cường thị lực của BDB Hoàng Giang.
Sài Gòn nghe anh chị, nghe anh chị ha. Rồi à, và sản phẩm này đến từ đâu ạ? À? Đến từ Úc các anh chị, đến từ Úc các anh chị ha. Và cái anh chị biết cái nước mắt nhân tạo này nếu mà nó tiếp xúc trực tiếp với mắt mình, cho nên nó phải cực kỳ là uy tín, nó phải cực kỳ cẩn thận trong từng bước quy trình. Thế thì nếu như mà những cái nhà máy họ sản xuất họ phải rất tự tin thì họ mới dám sản xuất ra những cái sản phẩm như thế này để chúng ta có thể sử dụng trực tiếp vào mắt. Thì cái nước mắt nhân tạo mà các anh chị đang nhìn thấy đây được khuyên dùng các anh chị ha, được khuyên dùng à, và bên cạnh là viên uống giống như chị Lưu chia sẻ đấy, à, viên uống 60 viên đấy. Rồi à, thế thì cái bộ đôi này có cái điều gì mà Nhâm nói là điều đó các anh chị? Cái nước mắt nhân tạo này thì nó đơn giản thôi các anh chị ha. Nó đơn giản thôi, một số chất làm gọi là bôi trơn, một số chất làm bôi trơn làm ẩm cái niêm mạc mắt của mình thôi. Nó đơn giản vậy thôi các anh chị. Các anh chị tưởng tượng, các anh chị có nhìn thấy những cái em bé khi cái ánh mắt của nhìn vào cái mắt của bé nó long lanh đúng không anh chị? Long lanh đúng không anh chị? Nhưng mà khi mà nó lớn lên á, những người lớn như chúng ta này có còn long lanh nữa không các anh chị? Không long lanh nữa đúng không anh chị? À, và cái long lanh đó, các anh chị tưởng tượng cái long lanh đó, đó chính là một cái chất bôi trơn. Nó chính là cái nước mắt nhân tạo này này. À, các anh chị trẻ con á, cái khả năng mà nó có cái chất bôi trơn đó, nó nhiều hơn chúng ta anh chị, nó nhiều hơn chúng ta. Còn chúng ta lớn rồi chúng ta gọi là chúng ta sử dụng nó quá nhiều và nó cạn kiệt đi các anh chị. Thì khi mà chúng ta đưa cái nước mắt nhân tạo này vào thì các anh chị tưởng tượng là mình đang đưa một cái chất bôi trơn vào và nó làm cho cái bề mặt nó ẩm và nó giúp cho cái bề mặt niêm mạc mắt mình á nó trở nên là dễ chịu hơn. Nó ẩm mà thì nó dễ chịu hơn các anh chị ha. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi các anh chị. À, và nước mắt nhân tạo của mình thì có thể dùng ngày 2 đến 3 lần. Mỗi lần 1 đến 2 giọt thôi, rất là tiện lợi, nhỏ gọn, bỏ trong cái cặp sách đi đâu cũng được các anh chị. Rồi, cái sản phẩm thứ hai. À, và cái đối tượng sử dụng thì rất là nhiều các anh chị, rất là nhiều luôn. À, đó là gì ạ? Đó là nhân viên văn phòng, đó là học sinh sinh viên, rồi đó là những người mà thường xuyên sử dụng máy tính điện thoại hoặc là những người mà bị có những cái vấn đề về mắt, rối loạn điều tiết mắt anh chị. Thì tất cả đều dùng được nhé các anh chị, ai cũng dùng được các anh chị. Rồi. Mục đích của nó chỉ là giảm khô mắt, giảm kích ứng và giúp chúng ta dễ chịu hơn thôi. Đơn giản vậy thôi các anh chị. Mình chỉ cần nắm vài cái USB và mình có thể chia sẻ như vậy với các anh chị. Rồi cái sản phẩm thứ hai nó tuyệt vời hơn một chút. Tuyệt vời hơn một chút. À, đó là cái viên uống tăng cường thị lực. Các anh chị nhìn vào thành phần này. Nếu các anh chị biết chat GPT, các anh chị hãy gõ cái tên của sản phẩm hoặc là các anh chị gõ cái thành phần này vào thôi. Và các anh chị yêu cầu nó phân tích thành phần của sản phẩm này. Thì nó sẽ phân tích cho các anh chị rất nhiều cái ưu điểm trong cái viên uống này các anh chị. Và trong đó thì Nhâm rất thích bốn cái thành phần. Một đó là chiết xuất cây sáng mắt. Hai là nó chiết xuất cây hoàng cúc hoa. Ba là nó chiết xuất việt quất. Và bốn là nó chiết xuất omega 3. Nhưng là một cái loại triglycerid các anh chị. Là cái loại omega 3 mà được xem là dễ hấp thu nhất. Các anh chị ha, dễ hấp thu nhất. Và khi nhìn vào cái thành phần này thì quá là tuyệt các anh chị. Rồi, à thế thì cái cây sáng mắt này nó có cái điều gì các anh chị? Nó có những cái chất chống oxy hóa và nó rất giàu vitamin. Các anh chị nhá. Trong đó cái flavonoid ấy, cái chất mà kháng viêm á thì nó lại tương đối nhiều. Nó tương đối nhiều. Thành ra những cái viêm mắt, những cái dấu hiệu viêm mắt, những cái dấu hiệu mắt mình khô thì nó khi nó vào nó sẽ tác động một cách rất tự nhiên luôn.
Rồi cái thành phần thứ hai đó là chiết xuất của cây hoàng cúc hoa. Ở đây á thì nó có những cái tên gọi rất là cần thiết cho đôi mắt, đó là lutein. Các anh chị, cái lutein này là một cái chất mà nó làm cho mắt mình cái khả năng co giãn cái cơ mắt của mình nó cực kỳ là nó rất là ưu ái. Và đặc biệt là nó điều trị thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và chứng sờ ánh sáng. Rồi cái thành phần thứ hai trong cái hoa này á rất là sung sướng anh chị, đó là beta carotenoid. Đây là tiền của vitamin A anh chị. Và nó giúp cho cái vitamin A nó vào mắt thì nó thế nào các anh chị ha? Nó được tổng hợp vào, nó đến mắt thì làm nào ạ? Sáng mắt ra các anh chị. Rồi, lycopene cũng thế các anh chị, tương tự như thế các anh chị, nó sẽ ngăn ngừa các cái tổn thương về mắt. Hàm lượng vitamin C thì rất là cao. Các anh chị ha. Rồi, cái thành phần về chiết xuất việt quất. Việt quất thì có lẽ là không cần phải nói nhiều. Không cần phải nói nhiều bởi vì nó sẽ giúp làm cho những cái thanh mạch máu ở trong mắt của mình á, xung quanh mắt của mình có rất nhiều mạch máu các anh chị nhá. Và những cái mạch máu này rất nhỏ thôi, li ti thôi. Nhưng nó cực kỳ quan trọng. Các anh chị thấy rằng nó chỉ cần bị tổn thương một chút xíu thôi là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì những cái chất mà được chiết xuất từ việt quất đây này, nó sẽ làm cho thanh mạch của các mạch máu này nó tăng cường cái lưu thông máu và nó đưa oxy đến mắt, và từ đó các anh chị ở đâu mà được cấp oxy thì ở đó nó vui vẻ, nó sung sướng các anh chị, thì cái việc mỏi mắt của mình nó được giảm thiểu rất là nhiều các anh chị ha. Đặc biệt là cái nhức mắt nó sẽ được cải thiện rất là nhanh luôn. Rồi, ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái chức năng khác. Cái omega 3 trong cái dầu cá nó có, Nhâm vừa mới nói rất là đặc biệt đó các anh chị, đó là nó là triglycerid các anh chị, tức là nó đã được cắt ra rồi, và nó rất là dễ hấp thu, cho nên cái việc mà nó bị hao mòn hao hụt trong cái quá trình mà chúng ta uống á, là nó tối thiểu nhất. Bởi vậy thì bốn cái thành phần này chính là bốn cái thành phần vàng của cái viên uống tăng cường thị lực Bilberry này các anh chị ha. Cho nên á là các anh chị em mình chỉ cần nhớ như vậy thôi các anh chị, chỉ cần nhớ như vậy thôi, tức là nó có ba cái chức năng: một là nó chống oxy hóa, hai là nó bảo vệ mạch máu, và ba là nó giàu vitamin, giàu omega 3, dễ hấp thu nhất. Để cho các anh chị, mình chỉ nhớ như vậy thôi và mình có thể là ok rồi các anh chị. Mình không phải là chuyên gia, cho nên mình chỉ cần nhớ như vậy. Và bất kỳ một ai khi mà họ họ hỏi đến cái sản phẩm về mắt thì họ đều có những cái triệu chứng này, và mình đánh vào những cái điểm USB này là ok các anh chị nhé, và hoàn toàn là tự nhiên, mình yên tâm như thế. Rồi, vậy thì các anh chị ơi, bây giờ các anh chị đã khẳng định được rằng là mình có nên dùng để chăm sóc đôi mắt của mình và những người thân yêu của mình chưa? Mình nên dùng cái bộ đôi này chưa? Các anh chị, nếu nếu mà các anh chị thấy là nên dùng rồi, các anh chị cho Nhâm một cái con số nào đó mà mình thích đi các anh chị, lên khung chat đi các anh chị. Mình nên dùng chưa? Có nên dùng không? Mình nên dùng chưa các anh chị? Có không anh chị? Cảm ơn chị Lưu. Rồi, cảm ơn chị Đông Huyền. Nên đúng không anh chị? Đã rất nên rồi đúng không anh chị? Rồi, mình là ok rồi, mình khách hàng khó tính nhất mà mình thấy nên rồi thì mình có nên đi kinh doanh không các anh chị? Mình có nên đi kinh doanh không các anh chị? Mình dùng rồi, mình có nên đi kinh doanh không? Mình có nên đi bán hàng không? Có không anh chị? Cái người đi bán hàng ở Shopee á là cái người đi trao giải pháp, là cái người bán hàng hạnh phúc chứ không phải là một người bán hàng thông thường. Thế thì một khi mà mình thấy mình nên dùng cho mình,
thì mình hãy lan tỏa và nên dùng cho người khác, đó chính là đi kinh doanh ở Shopee rồi, đúng anh chị? Vậy thì có nên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc mắt của nhà BDB Hoàng Giang hay không các anh chị khẳng định giúp nhầm lần nữa, có nên không các anh chị, có không ạ? Nên hay không nên ạ? Có nha các anh chị, nên nha các anh chị, mình phải nói chắc chắn lên nha các anh chị, có nên các anh chị ha. Não bộ mình nó không thích, nó nếu mà nó đón nhận từ không nó sung sướng đâu anh chị. Não bộ mình mà nó được nhận từ không nó cực kỳ sung sướng, bởi vì nó được nghỉ ngơi. Không nên là nó nghỉ à, nhưng khi mình nói rằng nên có nghĩa là nó bắt đầu phải làm việc. Tại sao nên và nên như thế nào? Bởi vậy chúng ta không nên dùng phủ định ở đây, và ở trong thời điểm này càng không thể phủ định được, bởi vì chúng ta đã sử dụng cho mình thì chúng ta hãy hãy lan tỏa, đúng không anh chị? Rồi, thế thì chúng ta sẽ đi mổ xẻ phân tích một chút nữa này các anh chị. Cái sản phẩm bảo vệ mắt nó có đang có nhu cầu rất là cao. Các anh chị có cần không ạ? Con các anh chị cần không ạ? Cha mẹ các anh chị cần không ạ? Người lớn tuổi cần không? Trẻ con cần không? Nhân viên văn phòng cần không? Nông dân cần không? Các anh chị công nhân có cần không? Có không các anh chị? Tất cả mọi người đều cần. Vậy thì cái nhu cầu rất là cao. Cái thị trường rất là tiềm năng. Và nó đem lại cho mình cái sức khỏe rất là tốt, để có được một cái chất lượng cuộc sống tốt. Đúng không anh chị? Và cái sản phẩm bảo vệ mắt này này, nó đáp ứng nhu cầu đa dạng như vậy, cho nên nó sẽ rất là dễ dàng được lan tỏa các anh chị ạ. Đúng không anh chị? Rồi, nhưng sẽ quá nhanh cái này anh chị, bởi vì mình không cần phải khai thác quá nhiều nữa. Nãy giờ chúng ta nói rồi. Rồi, thế thì đối với cái sản phẩm của mình, tại sao Nhâm nói đa dạng các anh chị? Tại sao đa dạng các anh chị? Chúng ta có một cái bộ đôi thôi, nhưng Nhâm nói tại sao lại đa dạng? Bởi vì từ cái công dụng và cái đối tượng sử dụng, chúng ta thấy rằng rất là nhiều luôn. Nó giúp cho cải thiện thị lực và bảo vệ mắt. Rồi, nó quá rộng luôn đúng không các anh chị? Rồi nó phù hợp với tất cả mọi người, từ lớn tuổi đến bé, đến làm việc máy tính nhiều, đến những người muốn duy trì sức khỏe mắt. Nó quá nhiều đúng không anh chị? Rồi nước mắt nhân tạo thì sao ạ? Thì ai cũng cần dùng. Đúng anh chị, ai cũng cần dùng. Vậy thì nó đa dạng không các anh chị? Nó rất là đa dạng luôn, đúng không anh chị? Tuy nhiên thì cái sản phẩm của mình nó có những cái USP như vậy rồi. Thế thì cái thương hiệu nó như thế nào các anh chị? Có đáng tin cậy không ạ? Nó đã có trên thị trường rất lâu rồi, và nó đến từ nước Úc, và nó có rất là nhiều những cái giấy tờ minh chứng, và nó đã được kiểm nghiệm qua rất là nghiêm ngặt, cái khâu rất là nghiêm ngặt của Robby rồi, cho nên thương hiệu này là thương hiệu đáng tin cậy, và chất lượng là chất lượng sản phẩm cao các anh chị ạ. Đây là một cái lợi thế mà mình khẳng định. Rồi Robby mình lại có thêm là mua an toàn hoàn trả an tâm. Rồi, một cái lợi thế cực kỳ tuyệt vời luôn. Lợi nhuận kinh doanh thì sao các anh chị? Một cái lọ thuốc, một cái lọ viên uống có trị giá là 836.000 mà mình được lợi nhuận là 239.000. Cao không các anh chị? Rất là cao các anh chị, bán một lọ như vậy các anh chị bằng tiền công người ta đi làm ở ngoài kia một ngày. Đúng các anh chị? Thì có nên tập trung không các anh chị? Nhưng không chỉ có vậy, nó còn phát triển bền vững nữa các anh chị. Không phải chỉ dùng một lần, mà thì có thể dùng theo một liệu trình, sau đấy nghỉ một thời gian nhưng phải quay trở lại các anh chị, bởi vì rõ ràng cái môi trường của mình nó càng ngày càng phức tạp đúng các anh chị ha, cho nên cái phát triển là rất là bền vững và lâu dài các anh chị ạ. Rồi vậy thì chúng ta khẳng định thị trường rồi, thì cái việc tiếp cận khách hàng có dễ không các anh chị? Khó hay dễ? Bây giờ các anh chị hãy giúp Nhâm là comment, các anh chị theo các anh chị thì tiếp cận khách hàng với những cái sản phẩm của hai cái cặp đôi về mắt này, nó có dễ hay là nó khó? Các anh chị comment giúp Nhâm một cái, dễ hay khó các anh chị? Các anh chị comment nhé.
Không là Nhâm đang nói một mình thì nó hơi phỉ anh chị. Nhâm đang nói một mình là nó hơi bị buồn anh chị. Các anh chị mang ngủ rồi á thì có nghĩa là các anh chị không comment, mà còn các anh chị comment thì có nghĩa là các anh chị đang nghe. Thì chúng ta sẽ nói tiếp các anh chị. Sau cái phần này Nhâm nói một chút xíu nữa thôi. Rồi sau đấy chúng ta sẽ trao đổi về cái sản phẩm các anh chị ha. Về những cái điều mà chúng ta đang gặp khó khăn để mình có thể là phát triển tốt cái line hàng này, bởi vì nó rất là tiềm năng anh chị. Chị Quỳnh Nhâm tắt cam chưa ngủ đúng không ạ? Rồi không biết các anh chị khác thế nào. Nếu mà các anh chị buồn ngủ rồi thì thôi chúng ta dừng lại ở đây. Không comment tức là mình đang sợ rằng là mình đang bận việc gì đó mà mình không lắng nghe được. Rồi. Rồi cảm ơn chị Khánh Đoan. Vẫn đang nghe em nói đúng không ạ? Đúng anh chị, các anh chị vẫn đang nghe em nói đúng không ạ? Em không nói một mình phải không? Rồi. Rồi vậy thì em sẽ nói tiếp một chút xíu nữa thôi các anh chị. Một chút xíu nữa thôi, hôm nay chúng ta chỉ nói với nhau thêm một vài ý nữa thôi các anh chị. Thế thì cái việc tiếp cận khách hàng so với tất cả những cái sản phẩm khác thì em khẳng định với các anh chị đây là sản phẩm dễ tiếp cận nhất. Vì sao ạ? Câu chuyện em kể ban đầu, người thầy của em sao mà lại nhìn vào cái mắt của em mà biết em đang rất là mệt. Cái mắt của Nhâm sao mà nó mệt như thế, nó khác với mọi ngày như thế. Các anh chị có nhìn được điều đó không? Các anh chị có nhìn được cái con mắt của người đối diện của mình nó đang khỏe hay là nó đang đang kêu cứu không? Nó đang mệt mỏi, nó đang rất là tươi vui hay là nó đang bị khô không? Nó đang rất là vui vẻ hay là nó đang rất là muốn nhăn nhó với chính cái người chủ đấy, và không được thì nó cầu cứu mình không các anh chị? Cái người đối diện đang nhìn nó không các anh chị, có dễ nhìn thấy không? Các anh chị có nhìn thấy được điều đó không? Nếu được thì các anh chị comment nhầm cái có nhìn được điều đó không các anh chị, nhìn được không ạ? Rồi. Chắc là các anh chị mình đang nhiều dung quá hả các anh chị, hay là đang làm gì ạ? Mà mình mãi mình không comment được. Rồi. Nếu mà mình vẫn còn ở đây các anh chị ha thì mình chịu khó mình comment chút nha các anh chị. Mình nghe một chiều là mình nó nhanh đi lắm các anh chị. Nghe một chiều là nó từ tay này nó đi qua tay kia cái là nó đi luôn. Còn mà mình comment lại á thì nó sẽ ở lại nhé các anh chị. Nó ở lại cùng với mình các anh chị ha. Rồi. Cảm ơn các anh chị. Rồi, thế thì với cái việc mà nhóm vừa mới nói thì các anh chị nhận ra ngay được khách hàng của mình, và chỉ cần những cái câu hỏi thăm thôi là mình đã có thể là tiếp cận được rồi các anh chị. Mình đã tiếp cận rồi. Qua Zoom về các anh chị cũng có thể nhận ra điều đó các anh chị đúng không ạ? Vậy thì nó không có gì khó cả, chỉ có hai vấn đề để mình có thể tiếp cận khách hàng thôi. Mình biết được cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình là cái gì, và vấn đề khách hàng mục tiêu mình đang gặp phải, hai cái điều này thôi là mình ok, mình chia sẻ rồi. Nãy giờ nhưng có nói mấy cái USP cơ bản của hai sản phẩm, và những cái từ mà mình có thể sử dụng khi mình chia sẻ. Thì sau khi mà mình biết được khách hàng mục tiêu và khách hàng mục tiêu mình đang gặp phải vấn đề gì thì mình ok, có thể mình tua các anh chị. Vậy thì khách hàng mục tiêu của mình đơn giản với các anh chị, nhân viên văn phòng tiếp xúc thường xuyên với máy tính đúng các anh chị, cả ngày thậm chí cả đêm luôn. Rồi học sinh, bữa nay học sinh học mà rất là căng thẳng, học ngay học đêm, và học trên máy tính rất là nhiều, học online rất là nhiều. Rồi người cao tuổi,
Những người thường xuyên tiếp xúc với màn hình máy tính hoặc làm việc trong môi trường khô. Thế các anh chị lúc nãy các anh chị nghe là ở trong cái máy điều hòa, trong phòng điều hòa thì là không khí nó điều hòa ok đúng không các anh chị? Nhưng mà chúng ta đang bị quên mất một điều. Đó là khi mà chúng ta giảm nhiệt độ xuống hoặc là chúng ta tăng nhiệt độ lên thì cái việc cấp ẩm, cái môi trường ẩm ở bên trong đó nó đang bị thay đổi và nó rất dễ dàng làm cho cái con mắt của chúng ta bị khô đi. Thì bất kỳ ai cũng trở thành, cũng là khách hàng mục tiêu của mình, dễ dàng chia sẻ hết các anh chị. Vấn đề khách hàng mục tiêu đang gặp phải, chúng ta hãy chú ý thôi, họ mỏi mắt không? Họ có bị khô mắt không? Thị lực họ có bị giảm không? Và họ có nhu cầu cải thiện sức khỏe mắt hay không? Vậy thôi các anh chị, bốn vấn đề này thôi các anh chị. Giống như chị Lưu lúc nãy đeo kính, như vậy thị lực của chị ấy như thế nào rồi các anh chị? Là bị giảm rồi, đúng không ạ? Vậy thì đấy cũng là một khách hàng mục tiêu. Và vấn đề của khách hàng đang gặp là thị lực giảm. Và chắc chắn những người thị lực giảm đó, các anh chị ơi, họ rất mong muốn được cải thiện sức khỏe về mắt. Giống như chị Lưu nói, vướng lắm. Vướng lắm, mình không đeo, mình nghĩ rằng đeo tri thức. Nhưng mà chị Lưu đeo thì chị Lưu nói rằng là vướng lắm. Đấy, đúng không anh chị? Bởi vậy cái việc tiếp cận khách hàng nó không hề khó. Nó ở xung quanh mình và nó ở rất nhiều luôn. Không như những cái sản phẩm khác. Ví dụ như anh chị muốn người ta sử dụng cái sản phẩm chăm da thì có dễ dàng để mà người ta sử dụng đúng không anh chị, và có dễ dàng để nhìn thấy hiệu quả không anh chị? Khó đúng không anh chị? Rồi các anh chị muốn người ta uống collagen, người ta có nhìn thấy người ta đang bị thiếu collagen đâu? Nhưng cái mắt người ta đang mệt mỏi là người ta biết, cái mắt của người ta đang cay, đang ráp, đang thường xuyên phải dụi là người ta biết anh chị, đúng không ạ? Cho nên cái việc tiếp cận khách hàng là hoàn toàn là nó không có không khó nha các anh chị, nếu mình dám mở lời anh chị ha. Rồi thì cái việc mà tiếp cận khách hàng nó như vậy, rồi cái sản phẩm nó như thế và cái lợi nhuận nó như thế, những cái ưu thế như vậy, các anh chị đã cho phép mình đi kinh doanh sản phẩm này chưa? Bao nhiêu các anh chị cho phép mình đi kinh doanh sản phẩm này rồi? Và mình muốn kinh doanh sản phẩm này rồi, muốn trải nghiệm và muốn kinh doanh sản phẩm này rồi, các anh chị comment giúp Nhâm đi các anh chị. Các anh chị comment giúp Nhâm con số 68 với các anh chị. 68 đấy các anh chị. Nhâm gõ trước nha các anh chị. 68 nha các anh chị. Để mình kéo cái năng lượng lên một chút, mình mới có hơn 9 giờ thôi các anh chị. Hơn 9 giờ thôi, mình đừng có vội ngủ nha các anh chị. Lúc này là cái lúc mà mình cần phải có năng lượng nhiều để mình qua cái cơn ngủ, cái cơn ngủ quá sớm. Vì Robby của mình á là Robby bán hàng qua tư vấn, và cái thời điểm từ 9 rưỡi trở đi á các anh chị, từ 9 rưỡi trở đi á, là cái thời điểm mà mình rất dễ dàng tâm sự với khách hàng. Thì thời gian đó nếu mình ngủ sớm quá thì chúng ta sẽ tư vấn nó hơi bị thiếu các anh chị. Cho nên bây giờ hãy comment 68 nha các anh chị, để mình kéo cái năng lượng lên, mình thúc nhau thêm một chút năng lượng. Và lát nữa thôi khi Dung kết thúc thì các anh chị sẽ là chúng ta hãy là có được những cái giây phút mình tư vấn khách hàng một cách là tỉnh táo nhất, minh mẫn nhất các anh chị ha. Rồi rồi, thế thì các anh chị đã tự tin. Mình tự tin mình đi tư vấn rồi. Một số các anh chị thôi. Nhâm đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi trong Dung mình có 15 mà có 7 anh chị đã rất là muốn và có thể là tự tin đi tư vấn khách hàng về việc chăm sóc mắt. Thì rất là tốt rồi các anh chị. Như thế là ok rồi các anh chị. Không biết các anh chị khác còn lại thì như thế nào. Nhưng mà Nhâm tin chắc rằng là các anh chị cũng sẽ là tự tin hơn anh chị trong cái việc là mình đi tư vấn cái sản phẩm này, cho phép mình trải nghiệm và tư vấn cái sản phẩm này anh chị. Rồi thế thì các anh chị nhá, Nhâm sẽ nhắn nhủ các anh chị một chút. Không chỉ là mình đi bán hàng với niềm vui, không chỉ là mình đi trao giải pháp, không chỉ là một người bán hàng hạnh phúc, mà
mình còn được tặng quà từ BDB Hoàng Giang nữa các anh chị ạ. Tức là trong tháng 5 này chúng ta còn đến 31 tháng 5. Hôm nay là ngày 25, chúng ta còn đến còn 6 7 ngày nữa, 24 đúng không ạ? Chúng ta còn 7 ngày nữa. Chúng ta tích lũy được các anh chị nhá. Chúng ta tích lũy được 5 cái chai viên uống này này. Chai viên uống tăng cường thị lực này này. Thì chúng ta có 5 cái ưu đãi này. Thứ nhất, chúng ta được nhận thêm một hộp. Chúng ta bán 5 cái lò này, chúng ta đã lời được là chúng ta có lợi nhuận là 1 triệu 1 triệu gần 1 triệu 2 được các anh chị. Chúng ta được tặng thêm một hộp nữa, có nghĩa là chúng ta được lợi nhuận 2 triệu. Đúng không anh chị? Chúng ta được miễn phí khám mắt tổng quát. Miễn phí khám mắt chuyên sâu trước phẫu thuật và điều trị. Chúng ta được giảm 3 triệu cho phẫu thuật khúc xạ và chúng ta được giảm 10% cho các dịch vụ khác áp dụng tại trung tâm nhãn khoa hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị ạ. Nhưng anh chị rồi vậy thì các anh chị hãy cố gắng nha các anh chị, giống như chị Lưu lúc này chị bán được 4 lò rồi. Chị sử dụng một lò cho chồng chị nữa là chị chắc chắn là chị được nhận ưu đãi này rồi các anh chị. Rồi, vậy thì các anh chị ai muốn nhận ưu đãi thì mình cố gắng nhé các anh chị. Tiếp theo, hiện tại là Hoàng Giang đang thực hiện cái cuộc thi gửi video feedback với các cái giải cực kỳ xịn sò. Một, giải nhất với máy massage mắt. Một máy massage mắt, một Bilberry và 6 nước mắt nhân tạo. Rồi, xịn đúng không các anh chị? Chỉ bằng một cái video feedback thôi mà có thể nhận được những cái giải thưởng đó đó các anh chị. Rồi, một giải nhì thì là một mặt nạ chưa mắt, một Bilberry và 6 nước mắt nhân tạo. Cũng cực kỳ xịn sò luôn. Một giải ba với một Bilberry và 6 nước mắt nhân tạo. Ba giải khuyến khích là 6 chai nước mắt nhân tạo. Ok cho các anh chị. Vậy thì ai đó đã sử dụng rồi, ví dụ như chị Lưu và chị Quỳnh Nhâm á, có thể quay cái video lại nói để mà có thể là mình nhận quà chị ha. Rồi thế thì video feedback này sẽ được đăng lên Facebook, YouTube hoặc là TikTok của khách hàng với quy tắc tính điểm như sau, tức là của mình nhé các anh chị. Rồi, quy tắc tính điểm như sau nè. Nếu như mình được share một share thì mình được 2 điểm, một like 1 điểm và một comment là 1 điểm. Đồng thời là mình tag 3 người cộng với là gắn hashtag của Bilberry, Living Healthy Bilberry và viên uống bổ mắt từ Úc các anh chị ha, thì được cộng 2 điểm nữa. Rồi, cái thể lệ chương trình. Cái thể lệ chương trình thì đơn giản thôi các anh chị. Sản phẩm áp dụng để quay là viên uống bổ mắt Bilberry. Khách hàng sau khi đăng lên các cái nền tảng thì gửi lại link đường dẫn cho ban tổ chức. Thời gian áp dụng là từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 các anh chị. Các anh chị ha. Và khi nhận quà thì khách hàng thanh toán phí vận chuyển khi nhận hàng. Ok các anh chị, bao nhiêu các anh chị muốn nhận những cái phần quà này thì mình cố gắng mình nhớ là mình quay video nhé các anh chị. Rồi mình share, mình like, mình comment, mình kêu gọi bạn bè mình share like comment để mình nhận giải nhé các anh chị ha. Rồi, và giải thưởng đặc biệt 90 ngày tốc chiến. Khi tổng kết 90 ngày tốc chiến, nếu doanh số chúng ta đạt 30 triệu thôi, chúng ta được tặng một nồi chiên hấp Cú Chen, nồi chiên kết hợp hấp Cú Chen. Gần 7 triệu các anh chị. Mình bán có 30 triệu là mình nhận hoa hồng đã khủng rồi, xong mình còn nhận thêm cái quà này nữa các anh chị. Rồi nếu như doanh số mình đạt 20 triệu mình được nhận máy xay sinh tố lớn của Cú Chen. Quầy đảo không các anh chị. Còn nếu doanh số mình chỉ đạt 10 triệu thôi, 10 triệu tương ứng khoảng 10 mấy lò Bilberry thôi các anh chị, từ giờ cho đến hết 90 ngày tốc chiến. Mà mình được tặng hẳn một cái bàn là hơi nước cầm tay mini này, cực kỳ xịn này các anh chị, là đến đâu thẳng đến đấy.
Rồi nếu mình tích lũy được 2,5 triệu thì mình sẽ được tặng mã dự thưởng vòng quay. Điều trùng điều. Nhiều các anh chị nhỉ. Rồi thời gian áp dụng là từ ngày mùng 7 tháng 5 đến hết 31 tháng 7 nha các anh chị. Và thời gian quay thưởng sẽ là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024. Được chưa các anh chị? Mình nhớ những cái ý này để mà mình có thể là mình nhận những cái giải xịn sò nhé các anh chị. Rồi nếu như mentor một sao Úc mà doanh số team đạt 90 triệu trở lên á, thì được tặng nhẫn vàng 94 số 9 nha anh chị ạ. Ok các anh chị. Rồi. Và cuối cùng thì là gửi lời biết ơn đến các anh chị đã lắng nghe trong cái buổi tối hôm nay. Không biết là các anh chị có nghe được điều gì, có lưu lại được điều gì hay không. À, nhưng mà rất là mong các anh chị chúng ta sẽ có được những cái nhìn mới, những cái cảm nhận mới về sản phẩm và những cái quyết tâm mới của mình để mình có thể làm kinh doanh cái sản phẩm này các anh chị ha. Bao nhiêu các anh chị nãy giờ mình có nghe nhầm từ đầu đến đuôi và cho đến bây giờ thì mình đã sẵn sàng để mình có được một cái tư tưởng, một cái tâm thế, một cái phần kiến thức nào đó sẵn sàng để mình có thể là lan tỏa và chia sẻ rồi các anh chị. Bao nhiêu các anh chị comment giúp Nhâm với ạ. Mình muốn doanh số bao nhiêu, giống như chị Kim Thanh là 30 triệu đúng không ạ? 30 triệu là mình chắc chắn là mình có trong tay cái nồi nồi chiên kết hợp hấp rồi đúng không các anh chị? Rồi, chúc chúc chị Kim Thanh sẽ đạt được cái mục tiêu của mình nhé. Rồi chị Lưu nữa này, chị Quỳnh Nhâm này. Các anh chị khác mình có không? Mình có muốn điều đó không các anh chị? Rồi. Rồi. Ừ, vậy thì đấy là những cái điều mà Nhâm muốn chia sẻ cùng các anh chị cũng như là chị Lưu và chị Quỳnh Nhâm. Mà cũng muốn chia sẻ đến các anh chị như thế. Thì không biết là trong phòng Zoom của mình á, các anh chị em mình có cái ý kiến gì mình cần trao đổi với nhau hay không? Thì các anh chị giơ tay nhé. Để mình trao đổi với nhau các anh chị. Làm thế nào để mình có thể lan tỏa được cái sản phẩm này một cách tốt nhất các anh chị ha. Nhâm mở mic nhé. Các anh chị ai cần trao đổi gì các anh chị cứ mở mic đi các anh chị. Mình mở mic mình trao đổi với nhau. Không biết là chị Lưu ơi. Chị có muốn Dạ, em thấy cũng theo dõi nhưng thấy rất tiếc là cái một số ưu đãi ấy, dành cho khách hàng thì chỉ có lợi thế là khách hàng ở vùng Hồ Chí Minh với cả miền trong thôi, còn như em ở ngoài Bắc thì nó hơi thiệt thòi một chút nên là không được khám mắt miễn phí này, không được tư vấn này khác đó đó đấy, hơi tiếc cái chỗ ý một chút. vâng. Vậy thì chị ơi chị tranh thủ đi, biết đâu được khi mà mình có ưu đãi đấy mình lại có được một cái chuyến du lịch vào Nam thăm đồng đội, hoặc là mình tận dụng cái ưu đãi đấy cùng với một chuyến du lịch hè, biết đâu chị Lưu á. Nhưng mà giải Vậy thưởng thì quá tốt là quá, ok rồi đúng chị Lưu. đúng không? Vâng, rất là, thứ nhất là rất là thích cái máy massage đó, bởi vì mình cũng đã được tặng cái máy massage mắt đó, rất thích đó, bởi vì ai cũng sử dụng được. Sau một ngày mà làm mệt mỏi về ngồi mà sử dụng cái máy massage đó khoảng 10 phút, nó có hạn là 10 phút, sướng lắm, ngủ được luôn. Nên là nếu mà ai mất ngủ thì cũng nên uống thuốc bổ mắt để được máy massage để được ngủ nữa. Còn đâu là cũng hy vọng là quyết tâm tin tưởng sản phẩm và quyết tâm chia sẻ để làm sao mà giật được giải, sau đó là được vào trong Hồ Chí Minh mà có cơ hội để khám mắt miễn phí. Ok chị, cảm ơn chị Lưu. Chắc chắn là chị Lưu sẽ đạt được mục tiêu thôi đúng không các anh chị. Ai đó quyết tâm là ok với các anh chị, bởi vì chúng ta vừa mới thấy là cái thị trường nó rất là rộng lớn như thế. Ở đâu mình cũng có thể làm được chị ha. Rồi chị Thanh ơi, chị mở mic đi.
Ơi, xin chào Phạm Nhâm nhé, xin chào anh chị em. Chị thì đang trực, chị thấy Phạm Nhâm chia sẻ hay quá, chị vào chị nghe cái này và chị cũng đang lan tỏa cái sản phẩm Bill và cái thuốc nhỏ mắt. Vâng. Chị có hỏi một 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 cái này thôi, là khi mà chị lấy cái sản phẩm Bill về thì chị check check ở trên Cốt Việt đấy thì nó lại không lên giá, bởi vì các khách hàng của chị thì người ta hay chấp cái đấy, nó không lên cái giá của nó mà chỉ biết là sản phẩm từ Úc thôi, chứ còn không chưa lên giá thì không không biết là mình phải check ở đâu để có thể khách hàng người ta trẻ đấy, người ta hay hay kiểu về tìm hiểu sản phẩm thì người ta hay check. Vâng. À, cái này chắc là Cương ơi. Cương ơi, Cương hỗ trợ chị Thanh ở chỗ này nhá. Cương đang hót. Chị Thanh ơi, theo em biết á, thì những cái sản phẩm mà nhập khẩu á, những cái sản phẩm nhập khẩu á là thường là mình, nếu mình check ra giá thì nó là những cái thông tin của tiếng Anh ấy. Cho nên là thường nó là nó chưa có liên kết với những cái gọi là cái ai chép, hoặc là những cái chép ở trên cái phần mềm của mình. Nhưng mà những cái thông tin là nó đã rất là tin tưởng rồi, những cái thông tin mà nó có là rất tin tưởng rồi. Còn không biết thì em cũng không có, em cũng chưa chép cái sản phẩm của mình như như chị. Thì không biết là Cương chị ơi, đã Cương ơi. chị đã chị đã check sản phẩm, ví dụ là Biken Gold, đột quỵ rồi các loại sản phẩm kia nó lên hết giá, nhưng mà sản phẩm của mình chưa thấy lên giá ở cái check đấy. Thế là chị cũng nghĩa là nhiều khách hàng, người ta mình thì mình tin tưởng sản phẩm rồi, nhưng nhiều khách hàng người ta check người ta không giá thì người ta cũng nghĩa là mình người ta tin là người ta mua của mình rồi, nhưng mà check lên giá thì cái độ tin tưởng nó cao hơn, sợ là bảo mình bán là nó không đúng giá hay gì các thứ thì mình cũng không thích, thế thôi. Vâng. Cương ơi, em hỗ trợ chỗ này rồi chị nhé. Cương đâu nhờ? Mở mic chưa? Mở mic đi, mở mic đi. Trong khi chờ đợi anh Cường, em cũng có một câu hỏi ạ. Lúc nay tức là em thì đọc thường xuyên các cái tin ở trong nhóm rồi, nhưng mà em tiện đây thì em hỏi trực tiếp luôn, đó là mình mua 5 hộp bill thì được ưu đãi vậy, hay cùng một lúc, hay mua 5 hộp cùng một lúc, hay là mình sẽ tích tích hay như thế nào ạ? Bởi vì lúc nãy em thấy chị bảo rằng là có lượng mua 4 hộp hay 5 hộp rồi đấy, thì em cũng muốn hỏi Cái lại cái này đấy là tích để xem lũy là đó chị biết là ơi. dần đương. À vâng, tích lũy ạ. À, dạ luôn Thì... rồi may quá Cương à, đã dạ mở. vâng ạ. À, bên em thì mic có vấn đề nên nãy giờ em trả lời thì em không nghe. Thì dạ, chào các anh chị ạ. Thì với câu hỏi của chị Miss Lũ á, thì hiện tại là bên em đang có chương trình tích lũy ạ. Thì từ ngày 17 đến ngày 31 tháng 5, chị mua đủ 5 hộp là sẽ được thêm một hộp đó về những voucher ưu đãi. Chương trình tích lũy trong khoảng thời gian chị mua đủ 5 hộp là sẽ tặng một, chị mua thêm 5 hộp thì sẽ tặng được thêm 5 hộp tiếp ạ. Tức là À không giới hạn đó chị Lưu. Tức là chị cứ 5 hộp là chị được một, chị 10 hộp là chị được hai. dạ đúng à, À, à dạ vâng ạ. À, còn đối với chị dạ, chị Trương Ngân à, thì sản phẩm bên em là sản phẩm hàng nội địa Úc. Thì bên em là giám đốc, bên em là hợp tác với bảy bên bang của bên Úc là bang New South Wales của Sydney, thì đưa cái sản phẩm này về Việt Nam. Thì sản phẩm mà đưa về Việt Nam nó đã mất hết một năm thì mới đưa về được để có những cái giấy tờ cũng như là hồ sơ công bố và giấy phép quảng cáo. Thì hiện bên em đang tiến hành với lại bên check cái bộ phận check giá để có thể đưa cái mã gọi là cái mã mà chị nói á, lên trên cái sản phẩm, bao bì sản phẩm luôn. Thì cái này nó đang cần thời gian ạ. À, tại vì quá trình hàng Úc nó cần phải kiểm tra rất nhiều thứ nên nó hơi mất thời gian, nên tạm thời là chưa có gì ạ. ừ đúng rồi, chị check cái mã áp vạch đấy thì chưa ra ra ý số tiền trên sản phẩm đấy. À dạ vâng, thì cái này bên em nó đang làm việc để có thể là đưa cái mã iCheck này lên để có thể kiểm tra. Ồ.
Bởi vì là bây giờ như trẻ, ý là mình bán cho học sinh, sinh viên hoặc là bán cho, ý là các sản phẩm này bán có thể cho những người rất là trẻ tuổi thì người ta rất quen là hay check cái mã QR đấy. Là đấy thì là nó sẽ lên số tiền bao nhiêu các thứ thì mình càng tăng thêm cái độ uy tín, là mình nói ra là đúng cái giá của nhà cung cấp chứ không phải là mình nói là như kiểu nói nào bà cứ nói nào thì kiểu người ta mua thế. Đấy, ý là chị là như thế thì nó có độ tin tưởng hơn đấy. À dạ, thì về vấn đề này thì em xin phép được ghi lại cái thông tin ý kiến của chị, thì cái này em sẽ trao đổi lại với anh giám đốc để có thể là đợt sau thì những cái bao bì ở sản phẩm nó có thể thêm những cái mã check giá. Cái này thì em xin Bây note lại ý kiến ạ. giờ chết vào cái mã vạch ấy thì nó không lên nên 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 số tiền. Bởi vì chị cũng làm ở trong đây thì chị cũng mua rất nhiều sản phẩm, bán rất nhiều sản phẩm thì chị khi chị check những cái hàng đấy thì lại thấy lên mà hàng của mình cái sản phẩm bill ấy không lên, thế chị cũng muốn hỏi các nhà cung cấp xem nào check ở chỗ nào hoặc là như thế nào thì biết được giá sản phẩm. Khi mà khách hàng mà hỏi đến là giá sản phẩm mình muốn check ở cái chỗ mã vạch đấy ra thì mình còn biết để mình xử lý những tình huống đấy để cho nó tăng niềm tin với khách hàng mà. À dạ vâng ạ, thì về cái mã vạch ở trên cái sản phẩm á, thì hiện là cái mã vạch đó là cái mã vạch của bên Úc mà. Còn nếu mà chị muốn check giá sản phẩm á, thì bên em có một cái trang website chính hãng của bên Úc, thì bên hiện đó nó đang hiển thị là giá đô đồng đô la Úc. Thì chị có thể kiểm tra giá trên đó và có thể là cho khách hàng biết là hiện tại bên đây nè, bên Úc nó đang bán nhiêu đây tiền. Thì cái đó thì bên em có website, bên Úc chính hãng luôn ạ. Ừ, nếu mà có website thì em cho vào cái nhóm mà hỏi tư vấn đấy để hội chị biết để có gì thì nếu mà khách hàng mà cần như thế thì chị sẽ gửi cái web đấy cho các bạn để bạn biết. À dạ vâng ạ. À. Thì em sẽ gửi cái nhóm này vào cái nhóm Zalo và trong cái nhóm ở trong cái buổi Zoom hôm nay. Thì đây là cái web chính hãng của bên Hàn Quốc ạ. Rồi, ok. Chị cảm ơn nhé. À dạ vâng ạ. À. Thì anh chị đang trực ở bệnh viện hả? Dạ. Chị đang ở bệnh viện. Rồi. Chị hỏi một chút. Từ mùng 7 tháng 5 đến 31 tháng 5 phải không? Thì cái đấy nó có khuyến mại mà tích lũy phải không ạ? À, dạ vâng ạ, à. Thì hiện tại đang có tích lũy là khi chị mua 5 hộp bill thì trong thời gian tích lũy đến hết ngày 31 tháng 5 thì nếu chị mua đủ 5 thì chị sẽ được tặng thêm một và những cái voucher ưu đãi khác mắc. Biết rồi, chị biết rồi, nhưng mà cái đấy là chắc là gửi về về cho mình thì phải lấy. Thế thì ví dụ chị mua đã 10 lọ rồi đấy, chị đã 10 lọ rồi thì chị được 2 lọ phải không? À dạ vâng ạ. À. Thì khi hết ngày 31 tháng 5 thì chị có thể nhắn cho em hoặc là nhắn vào trong nhóm để bên em liên hệ với chị để gửi cho chị hai cái mẫu chị được điểm tích lũy. À rồi, ok, chị đang phấn đấu khoảng được 20 lọ. À, dạ. Chị ơi, Rồi hai rồi. lò là chị lại lại lấy thêm một giải thưởng nữa rồi đấy, chứ không phải chỉ có mấy lò để không đâu. Mười lọ chưa ăn thua gì. 20 lò là được được hơn nửa chặng rồi đấy. Cố gắng Đúng. nha mọi thì khoảng được 30 lọ, khoảng 35 36 lọ. Cố gắng đấy chị. Rồi. Thích cu chen nhưng mà chưa có điều kiện mua nên là chắc là phải cố gắng. Đúng rồi chị, cố lên chị. Rồi, chúc chị sẽ là đạt mục tiêu nhé chị Thanh. Nói kiểu như chị Thanh là giống y chị Lưu rồi, kiểu gì cũng đạt mục tiêu rồi. Cảm ơn Nhâm nhé, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình hỏi nhé. Cảm ơn nhé. Và... Rồi, các anh chị khác mình có hỏi gì không ạ? À? Mình có cần trao đổi gì với BDB nữa không? Hay là mình có trao đổi gì với anh chị em mình nữa không ạ? Rồi, chắc là các anh chị giờ này là giờ đi tư vấn rồi đúng không các anh chị? Rồi ha. À, vậy thì
Nếu như chúng ta không có gì thắc mắc nữa các anh chị thì là chúng ta chắc là chúng ta chia tay nhau ở đây các anh chị ha. À, để mà mình bắt đầu cho cái công cuộc tư vấn vào buổi tối của mình các anh chị. Tối nay á các anh chị đi mời thuốc mắt đi các anh chị nhé, đi mời cái bill và cái nước mắt nhân tạo đấy các anh chị nhé. Trước tiên á, nếu như mà khách hàng khó là mình mời nước mắt nhân tạo trước các anh chị. Chúng ta biết là chúng ta lời rất là ít ở đó. Thậm chí nếu như chúng ta miễn phí ship cho khách hàng thì chúng ta không còn lời. Nhưng mà nó chính là cái sản phẩm mồi á các anh chị. Nó chính là cái mồi câu của mình. Khi mà họ dùng cái nước mắt nhân tạo của mình rồi ấy thì chắc chắn là mình sẽ tiếp cận được cái viên uống tiếp theo. Các anh chị ạ. À, bởi vì ở đây có rất là nhiều minh chứng rồi. À, chị Lưu này, chị Nhâm này, chị Kim Thanh này, các anh chị nên là các anh chị hãy tiếp cận nhiều, nếu tốt nhất là được cả viên uống lẫn cái nước mắt nhân tạo, nhưng nếu như hơi khó các anh chị ha, nếu như hơi khó thì các anh chị cứ nước mắt nhân tạo trước cho nhầm các anh chị, cứ nước mắt nhân tạo trước cho nhầm cái đã. À, vừa rồi á, là khi mà mua 4 tặng 2 á, các anh chị Nhâm lấy đến 20 mấy combo cơ, 20 mấy combo. À, và tất nhiên là mình có nhắn tin khách hàng trước rồi, những cái khách hàng mục tiêu của mình là mình nhắn tin trước rồi, nhưng chỉ nằm ở khoảng 15 hay 16 gì combo thôi, mỗi người một combo. Những cái combo còn lại các anh chị biết làm gì không ạ? Về đem đi tặng, đem đi tặng một lò thôi, tặng mỗi người một lò thôi, nó không bao nhiêu đúng không các anh chị, khi mình mua như vậy nó không bao nhiêu hết á. À, nhưng mà mình đem đi tặng mỗi người một lò thôi, và chỉ cần một lò rõ thôi thì rất là nhiều combo khác lại tiếp tục. À, và đương nhiên rồi, nếu như mà khi mà họ nói rằng là có nhưng có đỡ nhưng mà nó cũng chưa đỡ nhiều lắm, đó chính là cái cơ hội để mình bán viên uống đó các anh chị. Các anh chị ha, nó có đỡ, nước mắt nhân tạo vào là nó dịu các anh chị ạ, nhưng mà nó không có mang cái tính chất là điều trị, nó làm dịu lúc đấy nhưng nó không mang tính chất điều trị. À, và chắc chắn họ sẽ nói là có đỡ nhưng mà chưa đỡ nhiều, vậy thì đó là cơ hội để các anh chị bán viên uống. Ok các anh chị, khai thác thật mạnh các anh chị nhá. Rồi. Rồi các anh chị nhá. À, hoặc là mình bán viên uống thì mình tặng thêm một hai lò gì đấy của cái nước mắt nhân tạo cũng được, chả sao đâu các anh chị. Mình cứ cái việc đầu tiên của mình là mình đi tạo uy tín cho khách hàng đã, uy tín cái của sản phẩm với khách hàng đã, người này dùng được là người kia sẽ dùng với các anh chị. Trong nhà chắc chắn ai cũng phải dùng các anh chị, bởi vì ai cũng có điện thoại mà, ai cũng có máy tính mà. Anh chị ha. Rồi. À, chắc là các anh chị không có vấn đề gì nữa đúng không ạ? Nếu không có vấn đề gì nữa thì chắc là chúng ta sẽ chào nhau các anh chị nhá, và hẹn nhau ở một cái buổi Zoom tiếp theo. Các anh chị hãy follow BDB Hoàng Giang nhé các anh chị. Follow các cái group để mà mình có những cái buổi học, có những buổi học rất là thú vị. À, những cái bài tập cho mắt này mình cũng có thể sử dụng nó để mà mình hâm nóng tình cảm với khách hàng đúng không anh chị? Rồi có những cái buổi kỹ năng chia sẻ này thì đấy cũng là cái cách để mà mình có thể tiếp cận khách hàng dễ dàng nhất. Rồi thế thì các anh chị hãy tham gia vào cái group, nếu ai chưa tham gia các anh chị hãy tham gia vào group mà Zalo của BDB đã gửi lên khung chat đó. À, để mình có thêm những thông tin. Hoặc là các anh chị cần hỏi gì, các anh chị cứ comment lên đó là chắc chắn là sẽ có người trả lời các anh chị ngay lập tức. Đó các anh chị. Rồi, bây giờ thì mình bật mic lên với các anh chị. À, chúc các anh chị sẽ có một buổi tối với những cái giấc, với những cái đơn hàng nhẹ nhàng từ sản phẩm mà bổ mắt này các anh chị nhá. Và sau đấy thì có một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai bắt đầu một ngày mới rực rỡ, một cái tuần cuối tuần đi bán sản phẩm bổ mắt rực rỡ các anh chị nhé. Rồi.
Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái buổi Zoom hôm nay. Chào chị Khánh Đoan. Chào các anh chị nha. Rồi, chào tất cả mọi người. Rồi, bye bye. Em cũng hơi trễ chút xíu nhưng vẫn còn kịp. Chị Mình làm về trễ, vâng. Quyên bán được hộp nào chưa? Trải Em nghiệm. đi chưa bán được hộp, rồi em mua, bán được nước mắt nhân tạo. À, dạ, cái Vậy đấy về bán chị Quyên ha. thì cũng đang đi chia sẻ cho mấy chị em ở văn phòng. Thì vào Ừ. những cái mùa mà cao điểm á, chị cũng tư vấn mọi người là cứ mua hộp để dành á. Như nào mà lúc mà mệt hoặc là mỏi mắt gì đó, hoặc là cảm thấy nó gọi là mờ thì cứ lấy ra uống thôi, kiểu như vậy. Nhưng mà cũng 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 đi tư vấn mà hiện tại thì cũng chưa có bán được viên uống, thì hiện tại thì em mới là đi chia sẻ và bán được nước mắt nhân tạo thôi. Đó thì cũng hy vọng là trong cái lần chia sẻ tới thì cũng sẽ có những cái kết quả nhất định. Rồi, cảm ơn các chị đi chia sẻ. Cố gắng đi chị, cố gắng lấy giải thưởng đi chị. Giải Dạ. thưởng của Hoàng gia với cái doanh số nó không làm cho mình phải khó. Rồi rồi em cũng thấy Cố rồi, gắng chị mình cũng đi cố gắng. ha. Rồi, chúc Rồi chị cảm ơn các anh chị nhiều. thành công nhé. Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Chào anh Hoa Phan. Lắng nghe ngay từ đầu luôn. Rồi. Rồi. Anh Hòa nhà em là chăm chỉ nhất tim rồi đó. Phải ngồi chăm chú lắm mà không biết là anh ấy có cảm giác gì không mà em thấy anh cứ im im vậy. Anh Hoa, anh cười một cái đi anh Hoa. Cảm ơn chị Nhâm. Này. Cảm ơn các chị đã chia sẻ. Rồi anh Hoa cố gắng lấy qua nha anh Hoa. Thấy mấy chị làm mạnh quá, chắc là mấy chị giành hết rồi. Không, mình cũng đạt được như thế thì mình cũng được qua thôi anh Hòa ơi. Rồi, chắc là mình ao dung các anh chị ha. Chúc Và rất là bye bye các anh chị, em cũng đang đi đi tư vấn một ca đây. Dạ. bây giờ là làm mạnh lên Rồi chị từ giờ đến cuối. ok, cảm ơn các anh chị nhiều ha. Rồi, các À, bye bye. anh chị, bye bye anh Hòa nhé. Bye bye cả nhà.